Bên em lại về thêm được một chiếc xe đến từ thương hiệu của Hyundai. Một dòng xe rất là bền và rất là kinh tế. Các bác nhìn xem, chiếc xe nhìn rất là mượt mà, về lớp sơn của xe quá đẹp đúng không ạ? Đây các bác nhìn xem này, màu đỏ xịn các bác nhá. Đèn pha của chiếc xe này cũng là đèn pha xịn nguyên bản theo xe đây, vẫn còn khá là trong. Dạ vâng, một chiếc xe với phần nước sơn rất đẹp, kể cả như nội thất cũng vậy, kể cả như chất lượng cũng vậy. Chất lượng của chiếc xe này bên em sẽ cam kết và đảm bảo, như là bảo hành cho bác mình yên tâm. Máy số vẫn còn zin, keo chỉ zin các bác nhá. Lộ ngoại thất của xe rất là sáng và sạch sẽ. Đây là lộ thất bên trong của chiếc xe, các bác nhìn xem trang bị có gì ạ. Các bác nhìn xem cho em đây nhá. Anh chủ trước cũng đã được lên một cái màn hình Android loại lớn rồi đấy, và cũng đã được lên đề lỗ thông minh start top các bác nhá. Đây ấn đây, đấy ấn đây, dạ vâng. Và có điều hòa là auto tự động đấy, điều hòa auto tự động rất là mát, có cả chế độ nóng, có cả chế độ lạnh các bác nhá. Và đây là cần số của chiếc xe đấy, cần số đẹp đúng không ạ? Cần số của xe là không bị mòn đấy. Và vô lăng cũng vậy, vô lăng của xe cũng rất là đẹp nhá, có tư khi an toàn. Đây là chiếc xe Hyundai i20, logo xe đẹp, sản xuất năm 2009, đăng ký đầu năm 2010. Số tự động động cơ của chiếc xe là máy 1.4, xe thì được nhập khẩu nguyên chiếc các bác nhá. Bây giờ thì em sẽ quay cho các bác mình xem chi tiết về chiếc xe i20 thì của bên em. Các bác quan tâm xem hết xem kỹ rồi alo cho bên em để chốt giá tốt, chốt giá đẹp, sẽ có giá tốt nhất cho mình các bác nhá. Hơn 200 triệu đồng một ít thôi thì các bác có thể là mua rồi, hơn 200 thôi các bác nhá. Và giá em sẽ nói ở cuối video qua để cho các bác mình biết. Đây các bác nhìn xem, táp lô táp ni của xe rất đẹp mắt. Đấy, rất đẹp mắt đúng không ạ? Rất là căng bóng, sáng. Và cũng có tu khí an toàn được làm ở bên đây nữa. Đấy, như là những cái cửa gió của chiếc xe đây. Và vị trí bên đây có cổng AUX, rồi có cổng điện ra 12V các bác nhá. Có cả cam hành trình nữa rồi các bác này. Đấy, và chiếc xe này là bản đủ cho nên nó có cả cửa sổ trời nữa. Đấy, cửa sổ trời, và chân của xe này đã được bọc da, da là kiểu da bò đúng không ạ? Vách cửa đây, những con bu lông ốc vít, cánh cửa chưa bị vặn nhá. Các bác nhìn xem, chưa bị vặn đúng không ạ? Chưa thấy có dấu hiệu là vặn. Móc khóa sáng đẹp. Sàn của chiếc xe cũng đã lên sàn 5D. Ghế của chiếc xe cũng đã được may một bộ ghế da loại tốt, hai màu, kiểu da bò đúng không ạ? Nhìn rất sang. Rất là sang. Bốn kính điện các bác nhá. Vâng, hai kính chết, hai kính trước là điện, hai kính sau cũng là điện luôn. Và bây giờ thì em sẽ đi một vòng xung quanh cho các bác xem về form dáng, hình thức của chiếc xe i20 này bên em. Các bác nhìn thấy là chiếc xe với cái form dáng là hatchback một đầu đúng không ạ? Và bên ngoài có gì ạ? Có la giác đúc nguyên bản theo xe, phanh đĩa, có cả phanh ABS nữa. Và một dàn lốp của xe còn rất là dày. Các bác nhìn xem. Đấy, rất là dày luôn. Các bác mua chiếc này mình không cần phải đi mua lốp nữa. Sử dụng một thời gian dài mình mới phải đi mua các bác nhá. Phía sau thì trang bị có những cái mắt cảm biến lùi. Những cái mắt này chống va chạm cho các bác mình khi lùi đây. Vì khi đến một cái vật cản gì nó sẽ tự báo ở trong phần táp lô các bác nhá. Sẽ kêu tít tít. Cốp của xe được ấn mở bằng điện. Và có cần gạt mưa. Rồi có cả những cái đèn phanh ở trên. Rồi cần ăn ten của xe vẫn còn nguyên đúng không ạ? Đây là phần phía sau của chiếc xe. Các bác xem nhá. Đèn trước đèn sau thì còn rất là sáng và mới. Giới thiệu với bác, bên em đang có hai chiếc i20 và một chiếc i30, có cả i10 nữa luôn. Bác nào đang quan tâm đến dòng xe dòng Hyundai đấy ạ, bên em nhiều lắm, có những dòng xe Hyundai Elantra này, rồi Hyundai Santa Fe này đấy, và một số dòng nữa các bác nhá, Tucson nữa, rất nhiều dòng xe Hyundai và tất cả dòng khác nữa thì bên em rất nhiều. Hiện tại đang có trên 100, gần 200 chiếc xe các loại, dài tận tít tắp dưới kia kìa các kìa. Đấy, rất nhiều xe luôn đúng không ạ? Bây giờ em mời các bác xem chi tiết về chiếc xe i20 của bên em. Rồi nếu mình thấy ok thì mình liên hệ trực tiếp cho bên em theo ba số điện thoại chính của bên em đang dùng là số 0938586307 hoặc 0389000555 hoặc 0335838389 các bác nhá. Zalo bên em dùng theo ba số đó luôn. Và bây giờ thì các bác ngắm cho em cái phần mép cánh cửa của chiếc xe. Xe với độ zin còn rất cao, như cái vị trí gioăng này do anh chủ trước rất là cẩn thận cho nên là gioăng này vẫn là gioăng xịn đây, không bị rách, không bị xấu kém nhá. Và keo chỉ của xe này cánh cửa vẫn còn. Đấy, những cái gioăng cửa của xe các bác nhìn này, ok chưa ạ? Đấy, và đây là phần táp ly cánh cửa. Ở chỗ này thì
nó hơi bụi bẩn thôi các bác nhá. Vệ sinh để sạch ngay. Bốn kích điện này xung bình thường, có cả gương chỉnh điện, có cả cục gương nữa. Đấy, có cả cục gương nhá. Và chỗ này được sơn màu ghi bạc đây. Đồ nhựa của xe này vẫn còn ok. Vách cửa của xe vẫn còn ok. Không dấu hiệu kém xấu hay là mục mục. Bậc bệ bước lên bước xuống của phía bên lái đây. Vị trí này thì anh chủ trước cũng đã được dán để chống xước cho nhựa các bác nhá. Vách cửa nó đây các bác nhìn này, những con bô lông này đẹp chưa? Đấy, sáng chưa? Đây các bác nhìn xem, rất sáng đẹp luôn. Rất sáng đẹp đúng không ạ? Cột kèo nguyên zin các bác nhá. Cột kèo của xe là không bị mất, vẫn còn nguyên bản nguyên zin hết. Bộ ghế da của xe còn rất mới. Và đây là phần tắp lô. Kia là chìa khóa, có một đôi chìa khóa luôn các bác nhá. Đấy, đây là cần bật đạp ga và đạp phanh. Cột kèo của xe tất nhiên là phải còn zin rồi. Đây là những cái đinh. Đấy, nó có những cái đinh ở đây. Đinh này là của nhà máy người ta bấm cho nhá. Còn đây là lóc này. Kính của xe bọc dán rồi nhá. Con này 2009, đăng ký 2010. Và kính của xe nó là 2009 nha các bác. Một dòng xe cực kỳ bền, lành, cũng như là tiết kiệm tất cả những chi phí sau này các bác mình sử dụng, như là chi phí về xăng cộ, về chi phí về bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế phụ tùng, cực kỳ rẻ luôn các bác nhá. Và đây là dòng xe nhập, cho nên là tất cả đồ đoàn của chiếc xe nó rất là bền. Phần vỏ cũng vậy, rất là cứng chắc, bền bỉ các bác nhá. Rất là cứng chắc, bền bỉ luôn. Em mời các bác xem đến một cánh nữa của cái chiếc xe Hyundai i20 này. Đây nha các bác. Các bác nhìn xem cho em là keo chỉ vẫn còn đây. Đấy, keo chỉ vẫn còn zin nha các bác. Đấy, nòng trong sơn xi rất sang bóng. Bốn tắp đi cánh cửa của xe còn ok, đẹp đều. Nó chỉ hơi xước nhẹ một chút xíu thôi, không tránh được cho những cái đời 2009 đúng không ạ? Quan trọng những cái phần này các bác nhìn xem này, nó còn ok như thế này luôn. Sáng như thế này luôn. Những cái đồ nhựa này các bác về mình có thể là mình sơn hoặc là mình có thể bọc dán, đấy, tùy các bác nhá. Cái cả như mình thay được, thay cái tắp đi này có hết có mấy triệu thôi. Mấy triệu cả bộ luôn, bốn cái tắp đi nhựa này, cả bộ luôn, hay bốn cái liền, cho nó đẹp các bác nhá. Mấy triệu bạc. Đây các bác nhá, lòng trong có thứ có xe ok này. Cột kéo nguyên zin nguyên bản này. Nội thất của xe này thì rộng rãi hơn dòng i10 rất nhiều các bác nhá, rộng rãi hơn rất nhiều đấy ạ. Vâng, đấy là cái phần nội thất bên tài. Còn bây giờ là phần bên ngoài. Ở bên ngoài đây các bác nhìn xem, ok, nét là đẹp luôn đúng không? Những đường gân chỉ rất sắc nét, rất đều, rất khít, thẳng tắp, tôn vỏ gõ kêu, không bị bả ma tít các bác nhá. Đây quay gần này, các bác nghe cho em nhá, em gõ cho bác nghe này. Đấy, nó kêu như thế cơ, đúng không? Màu đỏ rất ít có cho cái dòng xe i20 đây. Bên em có còn màu xanh nữa. Còn này i30 em có một con là màu phấn hồng nữa các bác nhá. Các bác nhìn xem, ok chưa? Lốp của xe đây. Lốp của xe vẫn còn tương đối nha các bác. Đèn đóm sáng đẹp. Phần đầu mặt nạ ga lăng của chiếc xe rất sáng luôn. Đây, cho xem. Con này của em biển 37 và gốc cũng là 37 luôn, chưa sang tỉnh khác lần nào. Bác nào bây giờ mua, các bác ở trong ở tỉnh khác các bác mua thì mình sẽ rút biển các bác nhá. Rút hồ sơ thay tên đổi biển. Còn bác nào mà ở khu vực 37 thì các bác giữ nguyên cho em biển số này, cần làm công chứng hoặc là bác sang tên thì cũng không cần phải rút hồ sơ mà cũng không cần phải mất biển các bác nhá. Không mất chi phí tiền biển số. Rồi, em mời các bác xem cho em cái phần nội thất ở bên phụ. Bây giờ thì em sẽ quay cho bác mình cái chỗ mà lúc nãy chưa quay các bác nhá. Chỗ lúc nãy chưa quay đây. Đấy, ok chưa? Bốn tắp đi cánh cửa của xe ok hết nhá. Đẹp đều như nhau hết các bác nhìn xem. Đều đều như nhau hết nhá các bác. Đấy, rất sắc nét luôn. Một xe tiền ít nhưng mà có thể là mình mua được chiếc xe còn cứng, còn chắc, còn ngon như thế này.
những dòng xe này mà kém kém tầm khoảng lên quanh 200 triệu rất nhiều các bác nhá. Dòng xe kém kém lỗi lỗi tầm khoảng lên quanh trên dưới 200 triệu cực kỳ nhiều luôn. Thế nhưng mà các bác mua chiếc xe này, các bác mình sẽ xác định là mình mua hơi hơi cao cao một tí để mình mua được chiếc xe đẹp, mình nhận được về chiếc xe đẹp, xe chắc, xe cứng, xe còn tốt. Các bác sử dụng những chiếc xe nó đẹp, nó chất thì sau này mình dùng nó cũng sự yên tâm, không lo lắng suy nghĩ gì về chất lượng khi mình di chuyển trên đường các bác nhá. Đây một cái cánh cửa nó đây các bác nhìn này, bốn kính điện lên xuống của xe thì rất là êm các bác nhá, rất êm luôn. Rồi bây giờ thì mời các bác xem nốt cái phần vỏ bên ngoài của xe. Đây nước sơn của xe quá đẹp luôn rồi. Xe mua về mà các bác không phải làm cái gì hết nhá, đi luôn và dùng ngay thôi, không phải sửa, không phải điều chỉnh cái gì hết. Tôn vỏ bên ngoài các bác nhìn nghe này, vỏ kêu loang quang cả đúng không ạ? Gầm sàn bên đây các bác nhìn xem. Đấy ok chưa? Đấy, đẹp như thế luôn đấy. Bây giờ là cái phần cốp phía sau nhá. Đây cốp của dòng này nó rất là to và rộng rãi, rộng hơn i10 rất nhiều. Để đồ thoải mái để khoang hành lý các bác nhá. Khoang hành lý, khoang hành khách của chiếc xe rất to rộng. Và đây là cái phần gầm tiếp theo của xe đây các bác nhìn này. Máy đây nhá. Em quay máy luôn. Quay máy luôn và ngay cho bác xem đây. Chế độ nó đang chốt cửa lại. Em sẽ sang em mở cái cửa ra. Các bác chờ em một chút xíu. Đây các bác mình tiện xem nhá, bên em này nhiều xe lắm. Bãi xe bên em này. Anh Minh ơi mở em cái cửa này ra đây. Đây đang chốt. Đây các bác chờ em một chút nhá. Em sẽ mở cái cửa ra. Cái này nó đề khóa thông minh mà. Đề khóa thông minh như này là đôi khi là sẽ tự chốt. Rồi đây rồi các bác ơi, em đang mở cái phần lắp máy ra để cho các bác xem cái khoang máy, khoang động cơ. Con này củ máy zin, củ số zin. Máy đổ thì không thì em đã kiểm tra test sẵn rồi. Test rồi, trước khi mua về đã kiểm tra rồi các bác nhá. Dòng này máy 1.4 chạy chắc và khỏe hơn những dòng xe i10 hay là dòng Morning rất là nhiều các bác nhá. Mà chạy dòng này đầm hơn, chắc hơn. Đấy, khỏe hơn, bốc hơn. Và đồ đạc cũng sẽ là bền hơn các bác nhá. Máy bên em kiểm tra rồi thì các bác yên tâm nhá. Máy số của xe ngon luôn. Đã kiểm tra đã test hết rồi. Vâng, vậy là chiếc xe này em đã giới thiệu và quay cho các bác mình xem thông tin và biết hình ảnh các thứ đầy đủ. Các bác biết thêm gì mình cứ alo bên em nhé. Muốn chốt giá tốt hơn nữa ngoài cái giá bên em đưa ra, các bác mình cứ gọi điện bên em trực tiếp theo ba số điện thoại em đã cung cấp cho các bác. Thủ tục sang tên đổi biển bên em hỗ trợ, công chứng bên em cũng hỗ trợ. Hoặc là mình muốn ship xe đến tận nhà, bên em cũng ship xe đến tận nhà cho các bác được luôn, luôn và ngay các bác nhá. Bên em thì có nhận thu mua lại tất cả những cái dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng và có đổi nữa nhá, đổi trao đổi các loại xe luôn. Đấy. Vâng, đấy thì về giá nó thôi đúng không ạ? Giá chiếc xe này thì thường thường bên em vẫn bán tầm khoảng loanh quanh 200, nói chung là 280 loanh quanh tầm tiền đấy các bác nhá. Nhưng mà chiếc xe này sẽ thấp hơn cái giá đấy. Đấy, các bác mình cứ alo đi để chốt giá đẹp nhất, giá tốt nhất. Mình yên tâm là sẽ có giá tốt cho mình mua. Yên tâm như vậy. Vâng, bác nào chưa đăng ký kênh của bên em, hãy đăng ký và nhấn theo dõi luôn để xem thêm video mới nhất. Và ủng hộ em bằng cách nhấn like và chia sẻ các bác nhá. Xin cảm ơn toàn thể các bác rất nhiều. Vâng, em cảm ơn.